Chào mừng quý vị các bạn đã lại với kênh Đại Vương. Thì đến video hôm nay, Vương xin chia sẻ cho anh chị và các bạn cách chụp ảnh màn hình trên iPhone iPad chụp vừa nhất. Thì Vương có 3 cách chụp ảnh màn hình nha. Và cách thứ nhất như sau. Và cách thứ hai như sau. Và cách thứ ba. Và Vương xin bắt đầu ngay bây giờ, xin mời anh chị các bạn cùng theo dõi. Thì cách đầu tiên là cách truyền thống. Nếu bạn nào đã xài iPhone thì quá hiểu. Chúng ta vừa giữ tên âm lượng và phím nguồn, chúng ta bấm là nó sẽ chụp ảnh màn hình. Đó là cách thứ nhất, là cái cách phổ biến rồi. Cái này là cách mặc định của trên iPhone hay iPad. Và bây giờ cách thứ hai là như sau. Cách thứ hai là nhấn hai cái trên cái phím menu ảo ra nha. Rồi cái cách này thì Vương sẽ thực hiện như sau. Vào cái phần mà cài đặt, chúng ta kéo xuống cái phần trở năng này nha, và lúc này chúng ta bấm vào cảm ứng, và chúng ta sẽ bấm vào là Assistive Task đây. Chúng ta bấm vào đây và cái phím nó thực hiện bởi cái cách đúng là tác vụ tùy chỉnh nha các bạn. Chúng ta để ý cái tác vụ tùy chỉnh, chúng ta bấm vào chạm một lần này, chạm hai lần này, và như đây là mình đã cài đặt là chạm hai lần. Chúng ta bấm vào đây, chạm hai lần là chụp màn hình này, hay là chúng ta có thể cài đặt bất kỳ cái nào mà chúng ta ưa thích. Nhưng mà cái chủ đề của video hôm nay là chụp ảnh màn hình, đây là Vương sẽ để là chụp ảnh màn hình nha. Đó, và Vương sẽ thoát ra. Đó, quá tuyệt vời. Đó. Vâng, và cách thứ ba. Và cách thứ ba là cũng như vậy luôn, chúng ta vào cài đặt. Chúng ta vào trở năng. Sau đó chúng ta bấm vào cảm ứng đây. Và chúng ta bấm vào Assistive Task đây. Và lúc này chúng ta bấm vào là tùy chỉnh menu điều khiển này, chúng ta bấm vào đây. Đó, thì lúc này là Vương đã bấm là cái chụp ảnh màn hình dưới đây nha. Nếu các bạn nào chưa có thì các bạn có thể là bấm thêm biểu tượng, hoặc là chúng ta có thể là chọn một trong những biểu tượng này chúng ta thay đổi, hoặc là mình có thể là thêm một cái biểu tượng khác. Cái biểu tượng mới sẽ nằm ở đây, chúng ta bấm lên và chúng ta sẽ chọn nè, ví dụ như khóa màn hình này, hay là màn hình chính là nó đã có rồi thì nó sẽ ẩn xuống này nha. Đây, chụp ảnh màn hình đây, chụp ảnh màn hình là nó đã có rồi nên là nó sẽ ẩn nha. Còn các bạn nào chưa có thì chúng ta sẽ tích vào đây nha. Rồi như vậy là xong rồi, chúng ta thoát ra và chúng ta cứ bấm chụp ảnh màn hình, thì chúng ta bấm vào đây là nó chụp ảnh màn hình. Vâng, như vậy là vừa rồi Vương vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn 3 cách chụp ảnh màn hình trên điện thoại iPhone hay iPad. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.